Kẻ sát hại người tình ở Bình Phước bị tuyên án tử hình. Bị đuổi ra khỏi nhà, ga hận người tình rồi dùng dao đâm nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong. Ngày 20 tháng 6, Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Phước đã tuyên mức án tử hình đối với Lê Văn Ga, 45 tuổi, quê ở Bến Tre về tội giết người. Theo cáo trạng, Ga và chị L, 40 tuổi sống với nhau như vợ chồng tại nhà L, xã Tân Quang, huyện Hớn Quản, Bình Phước. Thời gian sống cùng nhau, hai người thường xuyên xảy ra mâu thuẫn do Ga nghiện rượu, đánh đập chị L không thể tiếp tục chịu đựng, chị L đuổi Ga ra khỏi nhà. Bực tức, rạng sáng ngày 17 tháng 2, Ga quay lại nhà chị L rồi dùng dao đâm nhiều nhát vào người tình. Sau khi gây án, Ga bỏ trốn khỏi hiện trường, còn chị L được người dân đưa đi cấp cứu. Do vết thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong. Riêng Ga sau khi gây án đã bỏ trốn và bị bắt ngay sau đó. Được biết, vào năm 2005, Ga cũng có một tiền án 11 năm tù về tội giết người.